Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị ba trận cờ hay của cô gái Quỳnh Anh và đại sư Dương Quy. Trận này diễn ra tối qua 21 tháng 12 2023. Mời anh chị xem trận đầu tiên. Quỳnh Anh cầm đen thủ hậu, Dương Quy cầm đỏ đi tiên, trận đánh rất hấp dẫn mà anh chị thưởng thức.
将军。将军。Tốt 7 tấn 1, bạn chết xe. Trên đây thì Dương Quy buông cờ nhận thua và anh chị xem ván thứ hai. Dương Quy cầm đen thủ hậu, Quỳnh Anh cầm đỏ đầu tiên và anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。
Xin 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 tốt 3 bình 4 bắn pháo đồng thời giỏi xá. Trên đây thì Dương Quy buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ ba. Dương Quy cầm đen thủ hậu, Quỳnh Anh cầm đỏ đi tiên, mời anh chị thưởng thức. Xin 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 Xin
将军。将军。将军。将军。将军。将军，将军。将军。Mã 3 tấn 4, chiếu tướng sát cục. Trên đây thì Dương Quy buông cờ nhận thua. Video của em cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu anh chị thích, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Xin chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.